Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 12. Miriam và Aaron nói hành Môi-se về việc người nữ Ethiopi mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ethiopi làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Thình lình Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, Aaron và Miriam rằng, cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây, đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi Aaron và Miriam. Hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng một cách rõ ràng không lời đố, và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Như vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người. Ngài ngự đi. Khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm thì kìa, Miriam đã bị phun trắng như tuyết. Aaron xây lại phía Miriam, thấy người đã có bệnh phun. Aaron bèn nói cùng Môi-se rằng, ôi lạy Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nàng như một đứa con sảo thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ. Môi-se bèn kêu vang cùng Đức Giê-hô-va rằng, ôi Đức Chúa Trời, tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng. Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng, nếu cha nàng nhổ trên mặt nàng, nàng há không mang hổ trong 7 ngày sao? Nàng phải cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày, rồi sau sẽ được nhận vào lại. Ấy vậy, Miriam bị cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày. Dân sự không ra đi cho đến chừng nào Miriam được nhận vào lại. Sau việc đó, dân sự ra đi từ Hát-Xê-Rốt và hạ trại trong đồng vắng Pha-ran. Chương 13. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy sai những người đi do thám xứ Ca-na-an, là xứ ta ban cho dân Israel. Về mỗi một chi phái, các ngươi phải sai một người đi, mỗi người làm quan trưởng của chi phái mình. Tùy theo mạng Đức Giê-hô-va, Môi-se từ đồng vắng Pha-ran sai các người này đi, hết thảy là quan trưởng của dân Israel. Đây là tên của các người ấy. Về chi phái Ruben, Samua, con trai Sa-cu. Về chi phái Simeon, Sa-phát, con trai của Hori. Về chi phái Giu-đa, Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê. Về chi phái Isaka, Di-ganh, con trai của Joseph. Về chi phái Ephraim, Hô-sê, con trai của Nun. Về chi phái Benjamin, Phan-thi, con trai của Ra-phu. Về chi phái Sa-bu-lôn, Gác-đi-ên, con trai của Sô-đi. Về chi phái Joseph, nghĩa là về chi phái Manasse, Ga-đi, con trai của Su-si. Về chi phái Đan, Ami-ên, con trai của Gê-ma-li. Về chi phái A-xe, Sê-thu, con trai của Mi-ca-ên. Về chi phái Nép-ta-li, Nách-bi, con trai của Vấp-si. Về chi phái Gác, Gu-ên, con trai của Ma-ki. Đó là tên những người mà Môi-se sai đi do thám xứ. Và Môi-se đặt tên cho Hô-sê, con trai Nun, là Giô-suê. Vậy, Môi-se sai đi do thám xứ Ca-na-an và dặn rằng, từ đây hãy lên Nam Phương và vào miền núi, rồi sẽ thấy xứ đó ra sao. Dân sự ở đó nếu mạnh yếu thể nào, nếu số ít hay nhiều, xứ dân đó ở thể nào, nếu tốt hay xấu,
các thành dân đó ở làm sao, hoặc chỉ những nơi đóng trại hay là đồn lũy, đất ra làm sao, nếu màu mỡ hay là xấu, có cây cối hay là không. Hãy can đảm và hái lấy trái cây xứ đó. Bây giờ nhằm mùa nho sớm. Vậy các người đó đi lên Do Thám xứ từ đồng vắng Xin cho đến Rehob đi về Hamat. Họ bắt từ hướng nam đi lên đến thành Hebron, là nơi có Ahiman, Sheshai và Tanmai, con cái của Anak. Và thành Hebron đã xây từ 7 năm trước Soan là thành của xứ Ai Cập. Các người đến khe Ết-côn, cắt tại đó một nhành nho có một chùm nho, và hai người khiêng lấy bằng cây sào, luôn những trái lựu và trái vả. Người ta gọi chỗ này là khe Ết-côn vì có chùm nho mà dân Israel đã cắt tại đó. Các người đi Do Thám xứ trong 40 ngày trở về. Tới rồi, bèn đến cùng Môi-se, A-rôn và cả hội dân Israel trong đồng vắng Pha-rang tại Ca-đe, mà thuật lại mọi sự cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem hoa quả của xứ. Vậy các người ấy thuật cho Môi-se rằng: chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi. Ấy, quả thật một xứ đượm sữa và mật. Này, hoa quả xứ đó đây. Mà dân sự ở trong xứ này vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn. Chúng tôi cũng có thấy con cái của Anak ở đó. Dân Amalek ở miền nam, dân Hethit, dân Jebusit và dân Amorit ở trong núi, dân Canaan ở gần biển và dọc dài theo mé Giô-đan. Caleb bèn làm cho dân sự đương lầm bầm cùng Môi-se nín lặng đi mà nói rằng: chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. Nhưng những người đi cùng Caleb nói rằng: chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng: xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám là một xứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ hình vóc cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anak, thuộc về giống dình dàng. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Chương 14. Cả hội chúng bèn cất tiếng la lên, và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Hết thảy dân Israel lầm bầm cùng Môi-se và A-rôn. Cả hội chúng nói cùng hai người rằng: chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ai Cập, hay là đã chết trong đồng vắng này? Vì cớ nào Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào xứ này đặng bị gươm mà ngã? Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi. Về phần chúng tôi, há chẳng khá trở về xứ Ai Cập hơn sao? Rồi dân sự nói với nhau rằng: chúng ta hãy lập lên một quan trưởng và trở về xứ Ai Cập đi. Môi-se và A-rôn bèn sắp mình xuống trước mặt cả hội dân Israel. Giô-suê con trai của Nun và Ca-lép con trai của Giê-phu-nê là hai người trong bọn đi do thám xứ bèn xé quần áo mình. Hai người nói cùng cả hội dân Israel rằng: xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám thật là một xứ rất tốt. Nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ này mà ban cho. Ấy là một xứ đượm sữa và mật. Chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đức Giê-hô-va và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta. Bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng ta, chớ sợ chi. Bây giờ cả hội chúng nói ném đá hai người này, nhưng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trên hội mạc trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta làm giữa chúng nó. Ta sẽ giáng cho dân sự này dịch lệ và tiêu diệt phần cơ nghiệp của nó đi, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn và mạnh hơn nó. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: dân Ai Cập có hay rằng Chúa cậy quyền năng Chúa đem dân này ra khỏi họ, và có thuật điều đó cho dân xứ này. Ôi Đức Giê-hô-va, người ta biết rằng Chúa ngự giữa dân này. Chúa hiện ra cho mắt chúng thấy. Trụ mây Chúa ở trên dân này, và Chúa đi trước, ban ngày trong một trụ mây, ban đêm trong một trụ lửa. Nếu Chúa giết hết dân này như thể giết một người, thì các nước đã nghe nói về Chúa sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va không thể dẫn dân này vào xứ mà Ngài đã thề ban cho. Bởi cớ đó,
Ngài giết chết chúng nó trong đồng vắng. Và bây giờ, tôi xin quyền năng của Chúa hiện ra cách oai nghiêm như Chúa đã nói rằng, Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn, hay xá điều gian ác và tội lỗi, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải 3-4 đời. Tôi xin Chúa tha tội gian ác của dân này tùy theo ơn lớn của Chúa, như Chúa đã tha từ xứ Ai Cập đến đây. Đức Giê-hô-va đáp rằng, ta đã tha như lời ngươi xin, nhưng ta chỉ sự hằng sống ta mà quả quyết rằng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp trái đất. Trong mọi người đã thấy sự vinh quang ta, phép lạ ta đã làm tại xứ Ai Cập và nơi đồng vắng, là các người đã thử ta 10 lần và đã không nghe lời ta, thì chẳng một ai sẽ thấy xứ mà ta thề hứa cho tổ phụ chúng nó. Chẳng ai mà đã khinh ta sẽ thấy xứ đó đâu. Nhưng vì kẻ tôi tớ Ca-lép ta không đồng lòng cùng chúng nó theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. Dân Amalek và dân Canaan ở trong trũng, ngày mai các ngươi hãy trở lui lại sau, đi đến đồng vắng về hướng biển đỏ. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-sê và A-rôn mà rằng, ta sẽ chịu hội chúng hung dữ này hay lầm bầm cùng ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe lời lầm bầm của dân Israel oán trách ta. Hãy nói với dân chúng, Đức Giê-hô-va nói rằng, ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này. Các ngươi mà người ta đã tu bộ, hết thảy bao nhiêu cũng vậy, từ 20 tuổi sắp lên, là những kẻ đã lầm bầm cùng ta, thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi ở, ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai của Nun. Nhưng ta sẽ đem vào xứ những con trẻ của các ngươi mà các ngươi có nói rằng chúng nó sẽ bị làm một miếng mồi, rồi chúng nó sẽ biết xứ các ngươi đã chê bai. Còn những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này. Con cái các ngươi sẽ chăn chiên nơi đồng vắng trong 40 năm và sẽ mang hình phạt vì tội thông dâm của các ngươi, cho đến chừng nào thây của các ngươi đã ngã rạp hết trong đồng vắng. Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là 40 ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là 40 năm, một năm đền cho một ngày. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta đã xây khỏi các ngươi. Ta, Đức Giê-hô-va đã phán, ta sẽ làm điều này cho cả hội chúng hung dữ này đã hiệp lại nghịch cùng ta. Chúng nó sẽ bị hao mòn và chết tại trong đồng vắng này. Những người mà Mô-sê đã sai đi do thám xứ, khi trở về có xui cho cả hội chúng lầm bầm cùng Mô-sê và có phao phản xứ, những người này đều bị một tai vạ hành chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng trong bọn người đi do thám xứ, chỉ có Giô-suê con trai của Nun và Ca-lép con trai của Giê-phu-nê còn sống được. Mô-sê thuật lại những lời này cho cả dân Israel, rồi có một sự thảm sầu rất lớn trong dân sự. Đoạn, dân sự dậy sớm đi lên chót núi mà nói rằng, chúng tôi đây sẽ đi lên tới chỗ Đức Giê-hô-va đã phán hứa vì chúng tôi có phạm tội. Song Mô-sê nói rằng, sao các ngươi trái mạng Đức Giê-hô-va, sự đó sẽ chẳng may mắn đâu. Chớ đi lên đó, e các ngươi bị quân nghịch đánh bại chăng, vì Đức Giê-hô-va không còn ở giữa các ngươi nữa. Kìa, dân Amalek và dân Canaan ở đằng trước các ngươi, các ngươi sẽ bị gươm ngã rạp bởi vì đã bội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sẽ không ở cùng các ngươi. Nhưng dân sự cố ý đi lên chót núi, còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và Mô-sê không đi ra khỏi trại quân. Dân Amalek và dân Canaan ở trong núi này đổ xuống, đánh bại và phân thây dân Israel cho đến Hột-ma. Chương 4. Vả Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối là kẻ có lương tâm đã lì. Họ sẽ cấm cưới gả
và biểu kiên các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. Và mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. Những lời hư ngụy phàm tục, giống như chuyện bịa các bà già, thì hãy bỏ đi và tập tành sự tin kính. Vì sự tập tành thân thể ít lợi chẳng bao lâu, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời này và về đời sau nữa. Ấy đó là một lời nói chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Và nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ. Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ, chứ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đổ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Chương 5. Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em. Đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Hãy kính những đàn bà quá thật là quá. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người thật quá ở một mình đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà quá, thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đàn khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn và làm đủ các việc phước đức. Nhưng hãy từ chối những đàn bà quá còn trẻ quá, vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi Đấng Christ thì họ muốn lấy chồng, bội lời thể ước ban đầu mà chuốc lấy điều quở trách vào mình. Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà này sang nhà khác. Nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thầy lay thóc mách hay nói những việc không đáng nói nữa. Vậy, ta muốn những gái quá còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu, vì đã có một vài bà quá bội đi mà theo quỷ Satan. Nếu tín đồ nào có đàn bà quá trong nhà mình thì phải giúp đỡ họ, cho khỏi lụy đến hội thánh, hầu cho hội thánh có thể giúp đỡ những người thật quá. Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Vì Kinh Thánh rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa, và người làm công thì đáng được tiền công mình. Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Kẻ có lỗi hãy quở trách họ trước mặt mọi người để làm cho kẻ khác sợ. Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jesus Christ và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó. Đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào. Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch. Đừng chỉ uống nước luôn, nhưng phải uống một ít rượu vì cớ tỳ vị con, và con hay khó ở.
Có người thì tội lỗi bị bày tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán xét, còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra. Các việc lành cũng vậy, có việc thì bày ra, lại có việc thì không bày ra, mà sau rồi cũng không giấu kín được. Chương 6. Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàn, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Ai có chủ là tín đồ thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dễ, nhưng phải càng hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu. Đó là điều con phải dạy dỗ khuyên bảo họ. Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết, nhưng có bệnh hay gạn hỏi cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, dèm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. Vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng, sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nhưng, hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi buôn Sơ Phi Lát. Ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là sự mà đấng chủ tể hạnh phước và có một, đến kỳ sẽ tỏ ra, là vua của mọi vua, chúa của mọi chúa, một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Danh vọng và quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật. Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức. Ấy vì muốn luyện tập tri thức đó nên có người bội đạo. Nguyện xin ân điển ở cùng các anh em. Thi Thiên 30. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi tôn trọng Ngài, vì Ngài nâng tôi lên, không cho phép kẻ thù nghịch vui mừng vì cớ tôi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi kêu cầu cùng Chúa và Chúa chữa lành tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi âm phủ, gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Còn tôi, trong lúc may mắn tôi có nói rằng tôi chẳng hề bị rung động. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài, núi tôi được lập vững bền. Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối. Đức Giê-hô-va ơi, tôi đã kêu cầu cùng Ngài và nài xin cùng Đức Giê-hô-va mà rằng, làm đổ huyết tôi ra, khiến tôi xuống mồ mả có ích chi chăng? Bụi tro há sẽ ngợi khen Chúa ư? Há sẽ truyền bá sự chân thật của Ngài sao? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe và thương xót tôi.
Đức Giê-hô-va ơi, khá giúp đỡ tôi. Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng vui mừng, hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.